điền rằng em bị dở. Đánh anh đó nha. Anh đang ăn kia ngon. Đúng, đúng chỗ em. Trời, chỗ đó là ngon nhất ở Sài Gòn này. Còn thái độ với em nữa đó. Bữa sau không thèm ghé đó nữa. Khó tính quá thôi. Con mua giùm với rồi. Cái bà già này sao đường rộng thanh thang vậy mà đụng chúng tôi được nữa. Xin lỗi, tôi bị chặt chân mất tử, tôi không thấy. Em bớt nói vài câu đi. Bà có sao không? Để con lượm cho. Ở nhà đi, ra đường làm gì không biết nữa. Cảm ơn cậu nha. Cái chân cô có sao không được không con? Không sao mà, không sao hết. Cảm ơn cậu nhiều lắm, làm phiền cậu quá. Bộ cũng biết phiền nữa hả? Mù thì ở nhà đi, đặt ra đường làm gì. Lan, bộ em không nói cái miệng không yên được hả? Bộ nói không đúng cái gì vậy trời. Cô này, cái chân cô có sao không được không con? Thôi được rồi, cô cậu đi, cô la kìa. Người ta bảo không sao rồi, mình đi đi anh. Em từ từ coi. Bà không sao thiệt không bà? Dạ. Bà ngồi nghỉ chút xíu nha. Cô cậu đi đi. Cảm ơn nhiều. Cô ơi. Cô ơi. Ê. Ai? Dạ cô. Dạ con. Bảy cho con hai tờ vé số. Dạ. À, cậu, cậu có phải là cái cậu thanh niên bữa lụm phụ vé số giùm cho cô không vậy? Dạ, đúng con rồi nè. Sao cô nhận ra con hay vậy? Nghe tiếng, nghe cái tiếng là biết liền. Mắt tuy là không thấy được chứ mà lỗ tai thính lắm á. Dạ. Nè, đó, dạ. Lấy đi. Rồi, để con coi, lấy lại hai tờ ha. Ừ, dạ, hai tờ của con là 20. Dạ. Đây, con gửi cô tiền. Đây. 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 Đủ chưa? Đủ không? Sao cô không thấy mà cô thối con Iran đúng 180 vậy? Cô tuy không thấy đường nhưng mà cái giác quan của cô á, cô bằng sao là đúng ngay bon hết à. Trời ơi, cô hay quá trời. Dạ, vậy cô đi bán nha, con đi về. Bữa sau con ghé con thăm cô tiếp nha. Ừ, cảm ơn con. Dạ, chào cô. Cô, lần đầu mà con gặp cô á thì con gọi cô là bà. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với cô rồi thì cũng mới biết cô có tâm hồn rất là trẻ trung. Cho nên con xin phép cô cho con gọi cô bằng cô. Cô đừng có buồn con nha. Được gọi là cô trẻ hơn bà mà khoái chứ buồn gì. Ủa mà hôm nay cô bán được không? Cũng được, cũng lai rai, cũng đỡ đó con. Lần đầu tiên gặp con thì con đi với một cô gái nào đó. Có một lần cổ la cô đó, sao giờ đâu rồi, giờ đi mình vậy nè. Dạ, đó là bạn gái cũ của con. Ủa, vậy giờ con có bạn gái mới rồi hả? Dạ chưa. Con chưa có. Nhưng mà sau lần đó con thấy Lan thiếu tôn trọng với cô. Theo con nghĩ, một người con gái mà không biết kính trọng người lớn thì không phải là người con gái tốt. Cho nên con chia tay Lan rồi. Đúng như cô nghĩ rồi. Vậy là bữa nay cô không đi được với con rồi. Cô mắc hẹn đi với con gái nuôi của cô rồi. Con gái nuôi là sao? Sao cô không kể cho con nghe? Mới mấy tháng trai thôi hả? Trời ơi, vậy có con gái nuôi vậy mà giấu, không nói cho con biết gì hết. Rồi chừng nào con gái nuôi của cô tới? Tới liền giờ nè. Vậy cũng được. Thì con ngồi đây với cô, đến khi nào con gái nuôi cô tới, con đi về. Mẹ, mình đi ăn thôi. Thì từ từ, ngồi nán lại đây một chút đi cái đã. Em chào anh. Anh chào em. Nhưng mà sao em gọi cô là mẹ? Thì đây là con gái nuôi của cô mà. Chuyện này là sao? Sao cô không nói cho con biết? Thì từ cái ngày hôm đó em về nhà, em thấy ân hận lắm, nên là em đến tìm cô.
em xin lỗi cô, cũng như là bù đắp cái lỗi lầm mà em gây ra. Nhưng mà vô tình thì em nhận ra là em với cô có một sợi dây liên kết nào đó. Mẹ của em thì mất sớm, còn cô thì thương em lắm, nên là em nhận cô làm mẹ nuôi. Nhưng mà tại sao em không nói cho anh biết? Mẹ em dạy em một câu hay lắm, là làm việc tốt không nhất thiết là phải nói với người khác đâu anh. Nhưng mà em không kể, làm sao anh biết em có sự thay đổi lớn như vậy? Mẹ em cũng nói, điều gì mà xuất phát từ trái tim rồi sẽ có một ngày cũng sẽ đến được trái tim thôi anh à. Nhưng em không nói thì làm sao biết ngày đó là ngày nào? Thì ngày đó là ngày hôm nay đi nè.